Xin chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Biazo Motu miền Nam nha. Thì hôm nay là Motu miền Nam sẽ giới thiệu cho các bạn đến những cái màu xe mới nhất của con Vespa Xtreme 150 phân khối nha. Và hiện tại thì Motu miền Nam là một đại lý chính thức của Biazo Việt Nam, nằm tại số 52 Tô Ký, phường Đông Hưng, quận 12. Nếu mà các bạn đang có nhu cầu quan tâm xe thì cứ đến trực tiếp tại cửa hàng Biazo Motu miền Nam nằm ở số 52 Tô Ký, phường Đông Hưng, quận 12, hoặc là alo vào số hotline 0828 598 698 để gặp nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu xe Vespa Xtreme 150 phân khối riêng nguyên bản đang có tại cửa hàng nha các bạn. Và cái giá xe hiện tại của con xe Vespa Xtreme 150 phân khối là bao nhiêu? Đầu tiên các bạn, thì Hảo sẽ nói về cái sự thay đổi các bạn. Thì khi mà bước vào tháng 5 này các bạn, thì con xe Vespa Xtreme 150 màu xám xi măng đã ngưng sản xuất, không còn xe nữa các bạn. Và khi mà các bạn muốn cái xe đó thì đã hết xe mất tiêu rồi. Đấy, và hiện tại chỉ có 4 em này thôi. Đó là con Vespa Xtreme 150 đen nhám các bạn. Đây, đen nhám 150 phân khối. Và kế bên nữa là em trắng Ngọc Trinh 150 phân khối. Và đây em cam lè cam lét. Và tiếp theo là em xanh riêu các bạn. Đấy, khi các bạn mua xe 150 hiện tại có 4 màu này thôi. Đấy. Và trước khi mà Hảo giới thiệu xe thì Hảo xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của Motu miền Nam trong thời gian vừa qua. Và hy vọng với một cái video mới này các bạn thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình khi mà mua một chiếc xe để mình đi chơi các bạn. Và đầu tiên Hảo muốn nói về giá xe các bạn. Giá xe hiện tại thì giá xe Vespa Xtreme 150 phân khối thì nó tất cả đều ngang giá, không có con nào hơn giá. Ví dụ như con trắng nè bạn, con trắng nè, và con đen này các bạn. Tuy nó khác nhau là cái một con là viền đen chrome bạn, viền chrome, một con là viền đen, nhưng mà thực chất là giá vẫn không thay đổi nha. Giá của dòng Vespa Xtreme 150 phân khối hiện tại vẫn đang là 94.300, chưa bao gồm biển số giấy tờ. Đấy, nếu các bạn mà muốn biết báo giá thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Thì có nhân viên bên Motu miền Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn. Hoặc là các bạn đến trực tiếp tại cửa hàng luôn. Cửa hàng mình ở quận 12. Đầu tiên mình sẽ đi con đen nhám đây bạn. Đen nhám này cực kỳ hiếm hàng nha bạn. Quá là hiếm luôn. Hiện tại có những khách hàng đang hỏi các bạn, con đen nhám này các bạn phải chờ 4 tháng trời mới có được chiếc xe như này. Chờ 4 tháng để mua một chiếc xe. Quá là khủng. Rồi con trắng này cũng vậy các bạn. Con trắng này hiện tại thì đến hôm nay nó mới xuất hiện trở lại. Hắc bạch công tử. Đấy. Và khi mà bước qua tháng 5 này các bạn, thì dòng xe Vespa Xtreme 150 phân khối đã bỏ mẫu màu xám rồi. Hiện tại chỉ có bốn màu này thôi. Đầu tiên là con đen nhám này, tiếp theo là con trắng, và con cam, và con xám riêu. Thì bốn màu này đều là ngang giá. Và nó có những cái điểm thay đổi khác so với cái mẫu cũ các bạn. Đây, dắt ra cho bạn xem nha. Và đầu tiên các bạn, đầu tiên chúng ta có thể thấy là con đen nhám này nó vẫn đầu tiên các bạn có thể thấy nè, con đen nhám này á là nó vẫn giữ giống như mẫu cũ các bạn, nó không có gì thay đổi cả. Nó chỉ thay đổi cái điểm duy nhất đó là cái yên thôi. Là cái yên xe thôi các bạn. Cái yên xe lúc trước nó là yên nhung các bạn. Yên nhung, yên da lộn. Nhưng mà hiện tại nó là thay đổi yên da rồi các bạn. Thì yên này rất là ok nha. Nó sẽ hạn chế được sự thấm nước các bạn, và lau chùi rất là dễ khô. Nhìn nó sang trọng cực kỳ luôn nha. Tại 150 tem được bao bọc rất là kỹ nha các bạn. Rồi, tiếp theo con trắng này các bạn. Con trắng này cũng vậy luôn nha.
Con trắng này thì nó cũng cái yên xe cũng đã thay đổi tất cả dòng xe 150 thì yên xe đều đã được thay đổi luôn nha. Và bên cạnh đó có những thay đổi về cái yên, nhưng mà cái bộ tem các bạn, cái bộ tem theo xe thì con trắng này bạn, các bạn thấy con trắng nè, con đang nhám nè bạn, tem nó vẫn như cũ, không có thay đổi về tem. Đây là hai cái màu mới các bạn, màu cam và màu xám riêu các bạn. Hai cái con này thì nó có sự khác nhau một chút xíu các bạn, để mà phân biệt các bạn có thể thấy nè, cái đường viền yên phía sau này bạn, đối với con trắng nè, con đen nè bạn và con cam này, ba con này cái đường viền yên vẫn là cái màu trắng, nhưng mà qua cái con xanh riêu này các bạn thì nó lại viền đỏ nha. Đó là điểm khác biệt của cái con này, mình lại không biết tại sao nó lại khác như vậy nữa. Và tiếp theo đó là cái bộ tem các bạn, cái bộ tem của hai con này, cái bộ tem của con trắng và con đen này như nhau, giống nhau, nhưng mà qua con cam này bạn, con cam bạn thể thấy là nó đi là cái tem của nó là tem lớn là đen nè, và cái tem nhỏ là trắng nè các bạn. Đấy, và qua con xanh riêu này là cái tem lớn này đỏ, cái tem nhỏ lại đen. Đấy, đây là cái điểm khác biệt để các bạn mua chiếc xe. Tuy nó khác biệt như vậy nhưng mà hiện tại giá cả của nó vẫn là 94.300 nha. Đấy, nếu mà các bạn có nhu cầu quan tâm xe thì cứ alo đến số hotline 0828 598 698 hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng Piaggio Motor miền Nam để được các bạn nhân viên tư vấn hỗ trợ nha. Và một lần nữa thì cho mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của Piaggio Motor miền Nam trong thời gian vừa qua. Về hy vọng với một cái video mới này các bạn thì sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái sự lựa chọn, cũng như là các bạn biết giá chính xác của dòng xe Vespa để mình mua một chiếc xe mình ưng ý nhất để tặng người yêu hay là bạn gái hay là một người thân nào đó trong gia đình nha. Rồi, hẹn gặp các bạn ở một video tiếp theo nha.